Phiên tòa xét xử Ngọc Trinh kéo dài trong một ngày, triệu tập 7 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngày 2 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh. Phiên tòa được tổ chức công khai và chủ tọa bởi thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong một ngày. Ngoài Ngọc Trinh và đồng phạm Trần Xuân Đông, tòa án cũng triệu tập 7 người có liên quan. Ngọc Trinh bị cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng theo điểm A khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự với mức phạt từ 2 đến 7 năm tù. Trong khi đó, Trần Xuân Đông bị xét xử về hai tội bao gồm gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Ngọc Trinh đã bị bắt tạm giam vào ngày 19 tháng 10 năm 2023 do hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi biểu diễn những động tác nguy hiểm trên mô tô phân khối lớn và đăng tải video lên mạng xã hội. Cơ quan điều tra xác định Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 và đã vi phạm nhiều quy định giao thông, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Trong buổi điều tra, Ngọc Trinh đã thể hiện sự hối hận và ăn năn về hành vi của mình, mong muốn mọi người học từ kinh nghiệm của cô và tuân thủ luật lệ giao thông. Cả Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông được áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, do vi phạm nhiều lần, họ cũng phải đối mặt với tình tiết tăng nặng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Việt News để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.